Con vừa rồi tổ chức tại Hồ Chí Minh, mình không có thời gian để đến đúng vào thời điểm TK tổ chức event mà chỉ đến sau đó một khoảng thời gian. Nhưng không ngờ lại có thể gặp đời này ở ngoài đời. Tất nhiên là không lại gần trực tiếp như những bạn tham gia sự kiện chính. Nhưng dù sao đây cũng là một dịp không thể nào tốt hơn để chúng ta ôn lại những lần xuất hiện của Koro DK trong xuyên suốt hành trình lịch sử của anh ấy. Từ khi mà anh ấy được xuất hiện vai trò này cho tới thời điểm Koro Zio, hay chính xác là movie vs Zio được diễn ra. Đâu là lần trở lại ấn tượng nhất của DK trong xuyên suốt cả cuộc hành trình của anh ấy? Video này mình sẽ sắp xếp theo thứ tự ít ấn tượng nhất cho tới lần xuất hiện ấn tượng nhất đối với mình. Và đây chỉ là ý kiến cá nhân và mình sẽ không đề cập tới lần đầu tiên anh ấy xuất hiện là trong chính series của anh ấy nhé, vì đó không phải lần trở lại. Và điều cuối cùng trước khi bắt đầu video, mình chỉ lấy những lần anh ấy trở lại với nguyên bản là Kaya Tsukasa chứ không phải là với hình dạng Koro DK khi xuất hiện để đánh đấm cho có lệ nhé. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng đến với top những lần trở lại ấn tượng nhất của DK. Lần trở lại ít ấn tượng nhất của DK đó là trong hai tập cuối của Koro Wizard. Đang chu du trên cuộc hành trình của mình, anh ấy đã bị hút vào quả cầu bằng lời kêu cứu của những đứa trẻ. Tại thế giới này tồn tại những chiếc Wizard Ring, hay chính xác là những chiếc Rider Ring mạnh, những Common Rider được sở hữu bởi hai đứa nhóc đang chuẩn bị hóa thành quái vật khi đến độ tuổi tại thế giới này. Chúng không muốn trở thành những quái vật vô tri và muốn chiến đấu để chống lại điều đó bằng cách sử dụng những chiếc Rider Ring triệu hồi những Kamen Rider. Tình cờ thay, bọn chúng đã triệu hồi được Kaidoya Tsukasa, bạn ý thức của anh ấy. DK trong tập phim này không có quá nhiều điểm ấn tượng, chỉ một vài câu nói thể hiện đây có phải là thế giới của Wizard hay không và chuyển hóa bản thân trở lại hành Tsukasa trong cuộc nói chuyện với Haruto, trao đổi với anh về thế giới này cũng như lý tưởng để trở thành Kamen Rider. Không nhất thiết phải là bảo vệ loài người, bảo vệ nụ cười cũng như ước mơ của họ, đó mới thật sự là Kamen Rider. Màn thể hiện của anh ở thế giới này cũng không quá nhiều, nhưng nó đủ sức để mở đầu cho chương tiếp theo về Koro Fixing trong series Koro Guy và màn nói Koro qua đường trước khi trận chiến cuối cùng cùng Wizard và tất cả Rider chống lại tên phản diện tập phim này cũng là một ấn tượng tốt về Koro K trong lần trở lại này của anh. Trong movie của Gom, trận đại chiến giữa hai thời đại Showa cũng như Heisei đã nổ ra. DK lần mò theo dấu vết đến thế giới của Guy và phát hiện ra những bí ẩn liên quan tới đứa nhóc mang tên Su. Anh đang điều tra về đứa nhóc này và tìm thêm mối liên hệ của nó cùng với những sự kiện đang diễn ra tại đây. Cũng như anh đã gặp lại người bạn thân của mình Narutaki và cuộc gặp gỡ của Kaidoya Tsukasa cùng với Koro Guy. Cuộc hành trình lần này của Tsukasa là tìm lại những Rider Heisei, những kẻ mà anh coi là kiêu ngạo và vô cùng tự mãn nếu so với những Rider thời đại Showa, những người thật sự chỉ muốn bảo vệ chính nghĩa. Mặc dù cũng không quá nhiều Heisei Rider trở lại, nhưng những người đó thật sự cá tính như Sotaro của W hay Koro Fai. Tất cả bọn họ đều có cá tính riêng và đều là những con người đã kết thúc cuộc hành trình của mình và tiếp tục cuộc hành trình để gặp gỡ những Rider khác sau series chính của họ, làm cho những cuộc gặp gỡ này vô cùng liền mạch. Lời tri ân rất thích hợp với những người đã từng xem những series kể trên. Cuộc đụng độ lần này, DK cũng lần đầu tiên phải chạm mặt với kẻ thay thế vị trí của mình là Fitting. Hắn ta sở hữu chiếc Lockseed với sức mạnh của những Rider từ Kuga cho tới tận Gaim, áp đảo hoàn toàn sức mạnh của DK và lần đầu tiên anh phải chứng kiến một kẻ có sức mạnh thay đổi hình dạng với những Rider khác tương tự như mình và áp đảo hoàn toàn anh trong mọi trận chiến mà họ va chạm với nhau. Mặc dù vai trò của anh là lớn nhưng thực chất bộ phim này cũng là movie cho Gaim và có quá nhiều Rider từ Showa cho tới Heisei phải thay phiên nhau thể hiện, cũng làm lu mờ phần nào sức mạnh của DK. Và gần như đây cũng là movie cuối cùng trước khi anh xuất hiện trong Koro Zio, vì những movie khác gần như anh ấy chỉ xuất hiện với vai trò là Rider và đúng hơn chỉ là được những sound effect cũ lồng vào người mặc suit DK mà thôi. Còn Kaidoya Tsukasa cũng chính thức khép lại hành trình của mình sau khi gặp Fixing. Kamen Rider Super Sentai Super Hero Taisen. Ở vị trí thứ 3 gọi tên movie Koro X Super Sentai Super Hero Taisen. Đây là movie vs giữa hai dòng phim cực kỳ nổi tiếng Tokusatsu là Koro lẫn Super Sentai. Trận đại chiến này còn kinh điển hơn khi mở đầu tập phim là cuộc thanh trừng của Marvelous World Kai Red,
anh ta đã quét sạch những chiến binh tại thời đại Showa. Sau trận chiến đó, kẻ xuất hiện sau lưng anh cũng là người đại diện cho những Rider, Kamen Rider DK, báo hiệu cho trận chiến vĩ đại giữa cả hai phe, Rider cũng như Sentai. Nhưng tất nhiên, với phong cách của Toei thì chuyện này gần như không hề xảy ra với quy mô chúng ta tưởng tượng. DK lại làm chuyện ngược lại với Marvelous là đi thanh lọc những Rider khác. Với sức mạnh bồi bổ cơ thể của mình, anh ấy gần như bị sức mạnh của Go Buster, một chiến đội sử dụng công nghệ lúc áp đảo hoàn toàn. Đành phải ngờ tới bè lũ Dai Shocker ra hỗ trợ. Có lẽ như sau Suri Go Kaiser, cán cân giữa cả hai bên là Rider và Super Sentai. Nên vậy DK chúng ta cũng không có quá nhiều đất diễn khi nãy như mình nói, thua Go Buster khá bầm dập khi đã sử dụng tất cả. Nói thua thì cũng không hẳn, nhưng chỉ ở mức đánh ngang và thậm chí cũng chả có gì nổi bật. Ở đoạn sau của phim thì đây chỉ là một màn diễn mà thôi, nhưng mình đánh giá đây là màn diễn hơi sâu. Phần trở lại này của DK chỉ nằm ở vị trí thứ 3 mà thôi, mặc dù quy mô phim là vô cùng lớn. Về đoạn sau thì anh ấy cũng có vai trò khá lớn khi liên kết với mối hận của DN, nhưng điều này vẫn không đủ cứu vị trí của lần comeback này của DK. Nó chỉ xứng đáng nằm ở đây mà thôi. Chiến thứ hai chúng ta sẽ gọi tên Rider Time Spin-off Koro DK vs Zio lẫn Zio vs DK. Lần trở lại lần này, trong thời kỳ của Koro đang công chiếu là Koro Saber, DK là một lần nữa được gọi hồn để đối mặt với Zio. Cả hai trong movie đầu tiên, DK vs Zio đã lạc một thế giới nơi Dead Game đang diễn ra, một trò chơi sinh tử để tìm ra hung thủ âm thầm thủ tiêu những người chơi còn lại để giành chiến thắng cuối cùng. Đây là tập phim khá nhàm chán khi DK cũng chỉ tình cờ xuất hiện và đưa ra những dẫn chứng cũng như thể hiện sự thờ ơ của mình với tất cả mọi thứ và dẫn dưng điều tra hành tung của tên Omazio. Nó sẽ dẫn trực tiếp tới spin-off tiếp theo là Zio vs DK, nên phần này DK cũng không thể nhịn được nhiều. Từ việc là ăn hit combo từ Yusuke thể hiện tình nghĩa anh em của hai người là vô cùng bền chặt, còn lại trong spin-off này cũng không thể hiện được gì nhiều. Qua tới spin-off Zio vs DK thì cũng may mắn là đỡ hơn một xíu. Anh ấy đã có hình dạng hoàn toàn mới và có cuộc đối mặt vô cùng sòng phẳng với Omazio. Trận chiến ngang tài ngang sức, Complete 21, sức mạnh của tất cả 21 Rider và tên Omazio, kẻ chỉ mang danh Ma Vương thời gian, còn lại chỉ còn là cái mát, không phải từ chính Sogo gốc biến hình, mà chỉ là một Sogo từ dòng thời gian khác. Trận chiến của cả hai lóng trời lỡ đất, nhưng đó là trong mơ của những fan DK mà thôi. Trận chiến diễn ra vô cùng một chiều khi Complete 21 One Hit của Omazio đã nằm bật ngửa và DK cũng chính thức kết thúc của hành trình của mình trong series Kamen Rider và nhường sân lại cho kẻ tri ân tiếp theo là Zio trong những series khác của Kamen Rider thời đại Reiwa sau này. Và cũng chính nhờ diễm phúc khi DK nằm lại tại thế giới này cũng là lý do tại sao đây lần comeback được đánh giá vị top 2. Kamen Rider Zio. Ở vị trí top 1, tất nhiên sẽ là màn comeback cực kỳ mãn nhãn của anh ấy trong series Koro Zio. Xuất hiện tại lúc mà không ai nghĩ anh ấy sẽ trở lại, DK đã bên phe của Aura, một Time Zucker để chống lại Zio, kẻ kế thừa của mình. Xuất hiện cùng với chiếc Rider cực ngầu DK trên tay và chiếc Rider hoàn toàn mới Neo DK, tông màu có vẻ tươi tắn hơn và chiếc Rider với biểu tượng 20 Rider cùng với Zio trên đó. Sức mạnh của anh là cực kỳ áp đảo khi so sánh với Zio, hay thậm chí là phơm mạnh hơn và mạnh nhất lúc đó của Zio là DK Armor. Anh cũng hoàn toàn áp đảo tên hậu bối này của mình, thể hiện phong cách chiến đấu lãng tử ngầu lòi cùng với những pha chuyển hóa thành Rider tại thời đại Neo Heisei như Wizard cũng như God để áp đảo cả hai thằng nhóc Geisu cũng như Zio. Anh đã thể hiện rõ bản thân mình là ai tại cái thế giới hỗn loạn này. Một màn comeback cực kỳ ấn tượng cho kẻ mà được mệnh danh là kẻ nguy diệt thế giới, không bị lu mờ bởi thằng nhóc được mệnh danh là Ma Vương thời không. Những quyền năng của DK tại thế giới này cũng vô cùng to lớn khi anh trực tiếp sử dụng khả năng của Rider mà không cần phải chuyển hóa form của họ. Thậm chí anh còn khả năng tạo ra bức màn những thế giới giống như Naruto Ki và dịch chuyển bản thân cũng như những kẻ khác xuyên qua tấm màn này. Mặc dù xuất hiện vỏn vẹn 4 tập, sau đó thì biến mất xác, không thấy anh đâu. Đến đoạn giữa phim thì anh mới trở lại cùng với sự xuất hiện của người bạn thân DN của mình. Và vai trò của DK ở đoạn sau phim cũng không hề bị giảm sút, cũng có thể chiến đấu ngang sức mặc dù đã mất đi sức mạnh phần lớn vào chiếc Rider trao cho Zio.
Thậm chí anh còn trao phần sức mạnh của mình cho tên boss cuối và thể hiện sức mạnh cực kỳ bá đạo của hắn với sức mạnh của Another Decay, trong khi anh thì không thể nào làm được sức mạnh to lớn như vậy. Cũng không hiểu sức mạnh Another Decay lấy ra từ đâu mà lại có thể hủy diệt hơn cả Decay gốc. Dù sao, với tất cả gì đã thể hiện, sự trở lại trong series của Zio cũng xứng đáng ở vị trí đầu tiên trong danh sách lần này của mình. Video đến đây vẫn chưa thể kết thúc được khi chúng ta còn vị trí số 0, trận đại chiến với W, hay chính xác là với những rider khác với hình dạng tối thượng của anh. Lần trở lại đầu tiên nhưng mà cũng là lần trở lại ấn tượng nhất của DK. Sau series 9 của mình, anh đã được gọi hồn lần đầu tiên trở lại trong trận chiến cùng với Counter W. Đầu phim là sự thể hiện cực kỳ ấn tượng của Kamen Rider DK với hình dạng hoàn toàn mới của anh, Violent Emotion DK, với phiên bản chúng ta có thể coi là mạnh nhất khi anh chuyển hóa thành tất cả những rider mà anh thu thập được, cũng như sự tàn độc trong phong cách chiến đấu, ra tay hết sức tàn nhẫn và tận dụng triệt để tất cả những đòn tấn công của anh, từ tấn công bất ngờ của Invisible kết hợp đòn Rider Kick khi nó không thể nào trật được để hạ Sky Rider từ bầu trời, Clock Up Invisible để hạ gục Koro Kabuto, kẻ được tạo ra với Clock Up, và những khả năng bá đạo từ những rider khác, chiếc xe chuyển hóa thành robot để phóng quả tên lửa khổng lồ vào Koro Z, thẻ bài của Kai'Sa, hay những khẩu pháo hạng nặng từ Koro Z4 phối hợp với chiếc xe của Kai'Sa để hạ gục hoàn toàn Koro Z khổng lồ. Phong cách chiến đấu, khả năng sử dụng linh hoạt những thẻ bài, cũng như tận dụng triệt để kẻ thù cũng như là môi trường chiến đấu, và sức mạnh áp đảo cả hình dạng Ultimate Kuga, thứ mà anh gọi là tối thượng, tôi đã vượt qua nó từ rất lâu rồi, cũng như là một màn nhường người yêu vô cùng tình cảm của DK để giành chiến thắng cho Kivala, đánh bại Ma Vương Violent Emotion DK. Tất cả những màn thể hiện đó, form và cách chiến đấu cực kỳ ngầu đã giúp cho movie Tyson World 2010 lần trở lại của DK theo mình lần trở lại ấn tượng nhất. Và đó cũng là tất cả những lần trở lại của Cole DK với thân phận Kaduya Tsukasa. Đó là bảng xếp hạng của mình theo thứ tự ấn tượng. Các bạn thấy lần xuất hiện nào có thấy ấn tượng hơn? Hãy comment phía dưới cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Riding On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top video nào, hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Riding On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.